Thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Bộ Nội vụ. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã trao quyết định số 1145 QĐ-BNV ngày 1 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn với ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng tập thể Vụ Tổ chức Biên chế có tân Vụ trưởng, chúc mừng đồng chí Vũ Hải Nam đã được Ban Cán sự Đảng lãnh đạo tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng vụ tổ chức và biên chế. Nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ của vụ tổ chức biên chế nặng nề, phức tạp và nhạy cảm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tân vụ trưởng Vũ Hải Nam luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, tiếp tục học hỏi, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt với các bộ ngành địa phương để tham mưu giúp lãnh đạo bộ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ trên các lĩnh vực được giao. Trên đây, chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Bộ Nội vụ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.